Rồi đây là cái khóa máy. Hiện giờ mới về được hai cái khóa máy. Đó. Cái này. Đúng rồi. Chì à? Chì zin. Nhìn cái chùm chìa khóa lủng lẳng theo là biết zin nha. Đó. Chui. Cái này có hình xe đạp. Ai đặt ổ khóa hình xe đạp lưu ý ha. Alo, ổ khóa hình xe đạp dầu. Còn cái này, cái này ổ khóa miếng này chị zin luôn, zin chứ không phải cắt nha. Đó. Này tóc tóc đã chưa. Rồi các bạn lưu ý là khi các bạn coi cái kênh của mình á, các bạn nhớ bấm nút vào, bấm những nút đăng ký phía dưới nha, nút subscribe á, để mà khi mình đăng cái clip mới lên là các bạn, nó sẽ thông báo cho các bạn và các bạn coi liền được. Còn các bạn không bấm nút đăng ký thì các bạn không có coi liền được nha. Có sản phẩm lên là nó lúc nào mình post đồ mới lên là các bạn thấy liền. Với lại đồ mình bán hết rồi mình về đồ mới là mình sẽ quay liên tục, nên các bạn sẽ được kiểm tra đồ mới liên tục. Tại vì cái hàng zin này á, nó cũ, hàng cũ nó đồ nó cũ, cho nên đôi lúc mình lấy về được cái mới cái cũ, cái mới cái cũ. Vì thế các bạn sẽ cập nhật được là mình lấy cái đó về có đẹp hay không, có mới hay không, cập nhật liên tục. Rồi đây là khóa máy nha các bạn.